Xin chào, thầy là thầy Hữu Tình, thầy là giáo viên vật lý của công ty Toliha.vn. Và hiện nay thì thầy đã quay hoàn thành xong khóa học chương trình vật lý 9 cùng với ban biên tập và cùng với anh em trong hội đồng quản trị cũng như ban điều hành cũng như đặc biệt là hội đồng chuyên môn thầy Lê Minh Phấn đã rất sát sao trong các môn khoa học tự nhiên. Đặc biệt là môn lý, môn hóa thì các thầy luôn luôn muốn đưa đến cho các con một cái nội dung bài giảng rất sôi động. Và đặc biệt là để hướng đến, tiệm cận đến cái việc học đi đôi với hành. Mà trong cái bối cảnh hiện tại, đó là ở các trường phổ thông của chúng ta ấy, thì các thiết bị thí nghiệm hầu như là hỏng vãn rồi. Lý do là chúng ta đang cuối của cái chuỗi chu kỳ mà thay sách giáo khoa và đổi mới chương trình. Thế thì ở đây, các bài giảng, các bài học thì đều được kèm với lại các bài thực hành và với sự biên soạn rất công phu của bên biên tập viên cũng như sự chỉnh lý của các thầy, nên là cái hệ thống bài giảng rất là tuyệt vời. Ok. Trong riêng cái môn mà vật lý lớp 9 của thầy thì đặc biệt thầy cũng đã sắp xếp các bài tập, các hệ thống, các chuyên đề theo cái mức độ chuyên đề theo đúng bám sát trong nội dung sách giáo khoa để chúng ta tiện theo dõi. Và đặc biệt trong đó thì các bài tập thầy đã chia thành các mức độ 1, 2, 3, 4. Và đặc biệt đến cái mức độ mà ở phía sau ấy thì là dành cho các con là học nâng cao. Còn mức đầu là dành cho các con học cơ bản hoặc là khá thôi. Còn mức sau cuối cùng ấy, thì là dành cho các con học nâng cao. Hoặc có thể là các con muốn tham khảo để các con chuẩn bị làm tiền đề cho học sinh giỏi. Và do đó thì với cái hệ thống bài giảng của môn vật lý này nói riêng cũng như bài giảng của các môn khác của Toliha nói chung thì đã được sắp xếp theo đánh giá chủ quan của thầy, đó là đánh giá sắp xếp một cách vô cùng hợp lý. Và điều rất đặc biệt là điều là không có ở các công ty giáo dục trực tuyến khác. Đó, thầy vẫn nhấn mạnh, đó là cái việc mà ở đây các thầy đã có một hệ thống các cái thí nghiệm mô phỏng cực kỳ sinh động. Và đấy là lý do khi các phụ huynh mà đã chọn cho con mua khóa học của Toliha.vn thì đều có lời comment phản hồi là cảm ơn công ty và đều phản hồi là các con nó rất thích thú với những khóa học của Toliha.vn. Và điều đặc biệt đó là ở công ty Toliha.vn thì đã có đầy đủ các cái khóa học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và trải đều trong các môn khoa học cơ bản mà phụ huynh cần quan tâm. Thế thì mong phụ huynh là giới thiệu thêm cho bạn bè mình để có những bạn bè mình, tức phụ huynh khác rồi những con khác được tiếp cận với cái tính giáo dục ưu việt của Toliha.vn. Xin chào và rất mong là được gặp các con ở trong những khóa học của Toliha.vn và của thầy Hữu Tình.